Gia đình Sunny xin chào mọi người nha. Thì cuối tuần á, mình có dẫn Sunny đi chợ chung với mình nè. Cho Sunny ra đường là nó cảm giác như là được đi chơi à. Nó không cần biết đâu, miễn đi ra khỏi nhà là đối với nó là đi chơi rồi đó. Mặt rất là tươi vui luôn kìa. Đi cái chợ thứ nhất á, nó còn tươi tươi vui vui nha. Qua tới cái chợ thứ hai á, là cái mặt nó kìa. Trời ơi, nó buồn ngủ lắm luôn đó. Con đợi với mày đi chợ từ nãy giờ. Trời ơi, cái mặt nó kìa. Nó đang rất là buồn ngủ. Tại vì bình thường giờ này mình đi làm á, nó nhà nó ngủ không mà. Còn bây giờ dẫn đi vòng vòng, nó cứ thiêu thiêu vậy đó. Thế vậy thôi chứ bước xuống xe là vui liền à. Ba má mua đồ ăn thức uống xong xuôi á là tới Sunny nha. Hôm nay sẽ dẫn Sunny qua một cái chợ để mua đồ Halloween cho nó. Thì đầu tháng 10 rồi mọi người, cho nên sẽ chuẩn bị mua đồ Halloween cho Sunny để dẫn Sunny đi chơi có đồ Halloween để mặc nữa chứ. Được cái mấy món đồ này cũng rẻ lắm, tầm vài đô một món thôi à. Mua cho Sunny nhiều món để Sunny thay đổi đó chứ. Năm rồi hả, nó có một bộ đồ để mặc à, năm nay mua cho nó thêm vài món nữa để thay đổi. Hôm nay đi mua nhờ dẫn Sunny vô cho nó ướm thử luôn. Chứ bình thường mua đồ Sunny mình hay bị mua chọc lắm. Tại vì nó thấy vậy chứ ở đây những cái món đồ mà kiểu kiểu dễ thương á, nó không có size quá bự đâu. Từng cho những nghe chú chó nhỏ nha thì có nhiều mẫu lắm. Còn cho Sunny á không có nhiều mẫu đâu. Ở đây có mấy món đồ chơi bà bóp nghe tiếng chít chít á. Rồi Sunny nghe nó mê liền rồi, rồi nó mê cái banh này đó. Trái banh này là mua Sunny đó. Món nào mình mua cho Sunny á thì mới dám cho nó cắn chơi như vậy. Mà cắn tha xong khỏi vô rổ mua luôn. Mua vô cái đó thắt kẹt. Thắt kẹt. Chớp nha. Xin này thắt kìa đi con, bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây nè, bỏ đây nè, bỏ vỏ nè. Yes, good girl, mua con cái đó ha, cái này cái đó ha. Wow, có luôn nguyên một cánh bướm cho Sunny hóa thân nè mọi người. Trời ơi, nó hợp với màu lông của Sunny ghê, nâu nâu cam cam dễ thương không. Sunny nó cũng ngoan nha, ngồi ướm lên khoái dễ sợ luôn á. Còn đây là một cái cánh dơi màu đen nha. Mà mình nghĩ á, Halloween thì chắc là mang cánh dơi nó sẽ hợp lý hơn ha. Kiểu hóa thân ngầu ngầu của cui Sunny nữa. Giá cũng ok lắm, vài đô một cái à. Đi vô đây thấy cái nào cũng dễ thương hết trơn mọi người, thấy cái nào cũng mua Sunny hết trơn á. Kiểu cho nó hóa thân đồ nhiều mẫu cũng vui. Tại vì năm ngoái không có mua được cái nào hết trơn á, toàn là bị chật không à. Năm nay dẫn Sunny theo luôn cho nó thử tại chỗ luôn. Còn đây là một cái chiếc nón màu tím phù thủy nha. Trời ơi Sunny nó đợi mà không biết nó hiểu gì không mà nhìn nó cũng khoái ghê, cái mặt cười cười kìa. Bỏ vỏ con, bỏ vỏ nè, bỏ vỏ đi con, bỏ vỏ, bỏ vỏ cái này, bỏ vỏ. Yes, good girl. Nè cái này cho cái nón nè, 2,5 hả? Thấy kìa, bỏ vỏ luôn. Yeah. Nè cho con nè, thích kìa, bỏ lỗi đi con. Yeah. Đó của con á hả? Ừ. Thế này, thế này con lấy món em mày cho con á. Chọn món đi, thích kìa. Món nào cũng được hết á. Rồi bỏ vô đi, mày mua cho đó. Nè bỏ vô nè, thế này, chọn cái nào vậy? Màu hồng á. Lấy xong chơi luôn á, nó ngậm vậy luôn thì phải mua chứ làm sao giờ. Mà nó mê nha, nó khoái thì đã chơi luôn à. Mấy cái món mà vải như vậy á, Sunny chơi 1 phút mà mọi người, nó môi ruột môi gan người ta ra 1 phút 30 giây là chắc chắn luôn á. Nhưng mà nó muốn rồi ok thì mua cho bây con đi, nha. Muốn mua bỏ vỏ nè. Một lần thôi nha con gái. Cái này bỏ vỏ. Yes, good girl, muốn cái đó hả? Muốn cái đó rồi. Trời ơi, cái này nó chơi hả? Nó chơi 1 phút 30 giây hả? Là xong cái này à, hay gì đây? Người chơi này cho mấy con mèo chơi chứ sao này nó cắn 1 phút luôn. Thôi kệ, nó cắn ướt nhẹp của người ta. Còn mình thì mình muốn mua cái cọng dây nhựa màu hồng cho Sunny nè. Tại vì á, những cái món như vậy Sunny chơi không được lâu. Chứ mấy cái món vải nó cắn chút xíu là rất banh chành hết trơn à. Nhưng mà nó không có chịu mọi người. Mình kêu nó chọn thêm một món nó đi mà nó không chịu, nó không lấy món nào. Nó lấy xong cái gói bông tròn hồng hồng hồi nãy là nó xong rồi đó. Rồi bây giờ kêu nó lấy thêm cái khác, lấy thêm cọng dây nhựa nó không chịu lấy mọi người. Trời ơi. Đúng là nó cũng có ý thích nha, nó hửi nó chọn được cái món nó thích rồi đó. Bây giờ kêu nó chọn thêm một món nó cũng không lấy, là không lấy nha. Nó không chịu lấy cái gì hết trơn á. Sunny kiểu á, người ta thích cái đó thì bán mì mua cho người ta cái đó đi, cứ bắt người ta lấy cái khác hoài à. Sunny ra đường gặp ai mà đụng tới nó là giống như người thân lâu năm của nó gặp lại nè mọi người. Nó mừng quá trời mừng luôn, không biết nó có quen biết gì không, nó rất là mừng luôn nha. Chỉ cần ra đường gặp nó, đụng nó vuốt một cái thôi là coi như là người thân luôn rồi đó. Mua sắm xong rồi thì hai đứa ăn bún đậu mắm tôm. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này á, lâu lâu thèm mới đi ăn thôi à, chứ cũng không ăn thường đâu mọi người. Ở đây được cái chả với tàu hũ là chiên gan liền luôn cho nên rất là nóng giòn và ngon. Nước chấm mắm tôm thì cũng rất là vừa miệng cho nên ăn rất là ngon luôn. Ăn xong rồi thì sẽ đi về, tạm biệt mọi người nha.